Nhiều khán giả Việt cho rằng Ariana hủy concert tại Việt Nam hoàn toàn không phải vì lý do sức khỏe. Chiều 23 tháng 8, ngay sau khi thông báo hủy show ở Việt Nam được Ariana đăng tải trên story Instagram, không ít cư dân mạng Việt đã nghi ngờ lý do thực sự đằng sau nó. Mặc dù Ariana chia sẻ cô gặp vấn đề về sức khỏe nên bác sĩ không cho phép biểu diễn, cũng có nhiều ý kiến cho rằng show bị hủy là do vé quá ế. Chưa biết thực hư ra sao, tuy nhiên việc các nghệ sĩ đình đám thế giới sang Việt Nam biểu diễn vẫn bị ế vé chỏng gọng là chuyện chẳng có gì phải lạ lắm. Các nghệ sĩ Hàn vẫn có thể biểu diễn dù khán giả siêu hẻo ngay sau khi đã nhận cách xê đầy đủ. Nhưng người ta tin rằng với một ngôi sao lớn như Ariana Grande thì tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất. Có thể thấy rằng trong một tour thế giới hot như Dance the Right của mình lại lòi ra một show tại Việt Nam với số lượng khán giả siêu hẻo sẽ ảnh hưởng đến độ hot lẫn uy tín của cả tour diễn. Hiện tại thì các khán giả vẫn đang chờ đợi một thông báo chính thức từ ban tổ chức xung quanh việc hủy show cũng như hình thức hoàn tiền vé. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xung quanh vụ việc này.